Các quý thầy cô và tất cả anh chị em thân mến, một ngày mới lại bắt đầu. Chúc tất cả chúng ta có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Tối hôm qua thì thầy Thái có giao lưu với một nhóm thầy cô trong Zoom nhỏ của chương trình F, thì rất là vui và hạnh phúc khi mà mọi người rất là năng lượng, mặc dù giai đoạn này là giai đoạn mà gần Tết, đúng không? Thì hôm nay bắt đầu các hành trình thầy Thái cùng với anh chị em từ 5 giờ, cái lịch trình là sáng thứ ba, 5, 7 cùng với anh chị em đi sâu hơn cái hồ dung sáng. Thầy cùng với chuyên gia nữa sẽ đi sâu hơn về cái bài toán, cái mô hình kinh doanh, và để cụ thể hóa để giúp cho chúng ta có được một cái hành trình, có một cái hành trình mà thành công cùng với SE. Thì có người, rất là nhiều thầy cô nói rằng là cứ mỗi lần thầy nói về tầm nhìn, mỗi lần thầy chia sẻ về ước mơ, mỗi lần thầy đúc kết thì tụi em lại vỡ ra, lại thấy được cái điều gì đó ở đằng sau câu chuyện của cái hành trình đi cùng với SE. Và bao nhiêu anh chị em trên phòng Zoom này thấy rằng là mỗi lần mà thầy chia sẻ về tầm nhìn, về sứ mệnh, về con đường của SE chúng ta đi, ở trong những cái phòng Zoom lớn, đặc biệt là những bối cảnh quan trọng, anh chị em lại vỡ ra một cái điều gì đó. Ở ngày mai tươi sáng, anh chị em comment số 10 nè, ai mà có một cảm nhận mình sẽ vỡ ra một cái giá trị gì đó lớn hơn ở phía sau. Ok, rất là tuyệt vời, đúng không? Rất tuyệt vời, cảm ơn. Có người ma số 10 luôn. Thì thầy nghĩ chính vì cái điều mà anh chị em cảm nhận được trên cái hành trình của thầy mà mới có rất nhiều anh em. Như bây giờ là đã có hơn 400 anh em. 4 giờ rưỡi sáng, thầy cũng chia sẻ nhiều lần là trên cái hành trình của mình đó, mà bây giờ mà nói ở đâu đó, cái phòng Zoom sáng 4 giờ rưỡi mà có 400-500, rồi 5 giờ có hàng ngàn người thức dậy cùng nhau học tập, thì điều đó là một điều mà không tưởng đối với rất là nhiều người. Và chúng ta đang ở đây, chúng ta là những người khác biệt. Chúng ta làm, mình là những người khác biệt thì mình sẽ tạo nên những điều khác biệt, đúng không? Và mọi người cũng ý nghĩa rằng là cái giờ buổi sáng á, cái thời khắc buổi sáng này nè, nó là quan trọng. Thầy có một số người thân nói sáng em không thức dậy, không thức được, thì trong ngày em xem lại video, có gì đâu căng. Theo mọi người thì mình thức dậy buổi sáng như thế này với nhau á, với lại mình xem lại video, thì cái cách làm nào tốt hơn? Cách làm nào tốt hơn? Nếu mà xem video với là thức dậy buổi sáng thì cái điều nào tốt hơn? Cùng một cái nội dung, cùng một cái chia sẻ của thầy Thái, cùng một chia sẻ của cô Hồng, cùng một cái nội dung đó, nhưng mà xem lại video nó khác ạ. Nếu mà mình thức dậy buổi sáng như thế này mà mình hiện hữu 100% với cái quy trình buổi sáng, nó có ý nghĩa của nó. Hiện hữu 100% với quy trình buổi sáng thì nó bằng hàng trăm lần cái việc xem lại video. Không quan trọng là kiến thức đâu các bạn. Kiến thức là một phần thôi. Giống như hôm qua thầy Ken chia sẻ trong chương trình F, thầy nói là thầy dạy tất cả những nội dung, những slide thầy cho hết, thầy không giấu. Thầy cũng vậy, thầy cho hết, thầy không giấu. Không giấu nội dung, không có giấu slide đâu. Và công thức thầy cũng chia sẻ hết, thầy không giấu. Mô hình cũng chia sẻ hết, không giấu. Đó. Nhưng mà cái điều gì nó làm nên cái sự khác biệt vậy? Cái thái độ nó quan trọng hơn nội dung, đúng không ạ? Và cái môi trường thì nó quan trọng hơn tư duy rất nhiều. Và cái mà nó đúc kết, cái mà tinh hoa của quá khứ,
của lịch sử và cái chất lọc của con người trong một nhóm người thì nó tạo ra một cái văn hóa, nó tạo ra một cái văn hóa. Cái tinh hoa của dân tộc nó tạo ra của nhiều đời để lại thì nó tích lũy lại thành cái văn hóa. Có một cái định khái niệm đó là văn hóa là toàn bộ những cái giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động trong thực tiễn trong quá trình lịch sử mà nó tạo thành. Và trong gia đình của mình nó cũng vậy đó. Trong gia đình của mình nó cũng vậy. Trong gia đình mà có văn hóa của gia đình thì văn hóa nó là đường, nó là một cái sợi chỉ đỏ để mà giúp cho gia đình có một cái điểm để phát triển. Gia đình mà thiếu văn hóa là gia đình nó đứt. Và ngày hôm nay trong doanh nghiệp người ta cũng nói rất nhiều đến cái văn hóa doanh nghiệp và quốc gia cũng vậy. Thì quay lại cái phòng zoom sáng của mình, cái thái độ nó quan trọng hơn rất nhiều so với trình độ. Để mình cùng nhau mình xây dựng một cái văn hóa chung cho một cái lối sống tỉnh thức. Lối sống tỉnh thức, anh chị em comment là lối sống tỉnh thức ạ. Lối sống tỉnh thức, mình cùng với nhau xây dựng cái văn hóa của lối sống tỉnh thức. Nhưng mà khi mà chúng ta cùng với nhau thức dậy trong phòng zoom sáng như thế này nè, mình cùng với nhau mình ngồi hiện hữu nè, cái văn hóa học tập nè, mình hiện hữu với nhau, và văn hóa trong cái kinh doanh, trong doanh nghiệp của mình, mình thức dậy với nhau. Thì cái giờ buổi sáng này thầy thiết kế nó với một cái ý tưởng là xây dựng hệ thống thói quen theo gương, không phải xây dựng hệ thống thói quen hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Thầy thấy có một số thầy cô, rất đông thầy cô thức dậy buổi sáng như thế này, rất là hiện hữu, rất là tập trung, rất là cam kết. Nếu như buổi sáng như thế này mình thức dậy cùng với nhau, mình học cùng với nhau, mình ngồi cùng với nhau như thế này, cái kiến thức nó chỉ là một phần thôi ạ. Cái thái độ, cái tâm thái của mình sẵn sàng mình thức dậy buổi sáng nó khác. Và sẵn sàng đón nhận một ngày mới tuyệt vời nó khác. Và lúc đó mình hấp thụ. Mình hấp thụ. Đôi khi trong nguyên một cái bài chia sẻ trong một ngày, đôi khi trong nguyên một tháng, hoặc là đôi khi trong nguyên 90 ngày, các bạn mỗi người chỉ nhặt được một cái key gì đó thôi, một cái điểm chạm nào đó thôi. Nó đến cái điểm kích, tại vì mỗi người chúng ta khác nhau, đạt được mỗi điểm chạm thôi, thì mình hoàn toàn mình trở thành con người mới. Hoàn toàn mình sẽ có được một cuộc sống mới. Tại vì không ai giống ai hết á. Không ai giống ai. Mỗi người có một cái điểm chạm khác nhau. Và mỗi người trong hành trình của mình á, có những cái thử thách khác nhau. Nó khác nhau hết anh chị. Thầy Thái có cái sứ mệnh khác. Mỗi cá nhân của mình có sứ mệnh khác. Thầy có con đường của thầy. Chứ không ai giống ai đâu. Các bạn thấy đúng không? Cho nên là trên cái hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp của thầy á, thầy bị va đập rất nhiều. Một người mà phải trải qua 3 lần sinh tử mà đến cái lúc mà gọi là ngặt nghèo luôn á, là ông này. Cho nên ông quý thời gian, ông quý sự sống lắm. Quý thời gian, quý sự sống. Và hai lần nặng luôn á, nó chạm tới cái ngưỡng nếu ngày mai không giải quyết được vấn đề thì xem như phá sản. Ô, kinh không? Và về đến nhà thì có đơn ly dị rồi. Và rất là căng. Rất là căng. Cho nên thầy trân quý đồng tiền mà thầy làm ra. Và thầy ý thức rằng là cái đồng tiền của mình có được, mình làm được việc gì đó thì mình cân nhắc và nó tạo ra giá trị thì mình mới làm. Cho nên là anh chị em sẽ thấy thầy thiết kế mọi thứ nó nằm trong SE, nó đều có thông điệp của cuộc đời hết. Nó đều có thông điệp cuộc đời hết. Và sau những cú ngã như thế của gia đình thì thầy rất là quý trọng cái gia đình.
và cái gia đình xém tan vỡ. Bởi vì đôi lúc trong cái hành trình quá khứ đó, thầy bảo vệ cái tôi của mình, và chính cái tôi đó nó phá vỡ cái văn hóa mà mình đã thiết lập trong gia đình của mình, chứ không phải chuyện đùa. Đấy, thì cái trải nghiệm lớn, trải nghiệm sâu đó, đương nhiên đó là những cái biến cố lớn, cái biến cố rất lớn. Rồi thầy quay lại, thầy nhìn hết, ồ, vậy đâu là giá trị của cuộc đời? Đâu là giá trị của cuộc đời? Từ trước đến giờ, từ bé đến lớn, mình sống rất tốt, mình luôn luôn sống vì mọi người, luôn luôn phụng sự. Nhưng mà nhiều lúc thầy đến cái ngưỡng mà thầy giận, mà có những giai đoạn nó đến cái ngưỡng mà phải nói nó là nỗi hận luôn đó. Có những lúc mình chạm tới cái nỗi được gọi là cái sự hận, giận hận. Tại sao mình là người tốt như thế mà mình lại bị những cái chuyện như thế này? Tại sao từ bé mình làm những chuyện tốt như vậy mà mình lại bị như thế này? Tại sao? Tại sao? Và khi mà thầy nhìn thẳng vào những cái vấn đề mà mình gặp và đến những cái ngưỡng như vậy, thì thầy biết được tại sao, lý do tại sao. Và thầy có cái đúc kết là nỗi đau là một món quà. Nỗi đau là một món quà, và thử thách là một món quà, và nghịch cảnh cũng là món quà. Nên là anh em đồng đội đi cùng với thầy Thái, đi cùng với mình á, những anh em đi gần gũi với mình và trong cộng đồng, anh chị em cũng sẽ thấy khi mà thầy Thái xử lý tình huống thì thường những tình huống mà khó khăn, những tình huống rất khó khăn, thì thầy Thái càng khó khăn bao nhiêu, thầy càng có năng lực xử lý tình huống, sáng tạo để tạo ra cái mới tốt đẹp với nhau. Tức là nghịch cảnh là một món quà. Tại vì từ bé đến lớn, mình rơi vô rất là nhiều cái nghịch cảnh. Và đôi lúc mình trách ông trời, trách người thân, trách đồng đội, là tại sao mình tốt như vậy mà mình lại bị những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh như vậy, bị những cái phản bội như vậy, bị những cái mất mát như vậy, bị những cái tình huống như vậy. Ôi, vậy thì người tốt chứ nghĩa gì đâu. Và thầy có những cái điểm mà mất hết lòng tin lên mọi người luôn á, mất hết cái thời điểm á, nó là thời điểm. Nhưng mà chính những cái lúc như vậy, mình nhìn lại, mình quay lại, mình nhìn lại, mình đặt vấn đề, tại sao? Tại sao? Tại sao? Thì mình hiểu cái giá trị của nỗi đau, hiểu được giá trị của nghịch cảnh, hiểu được giá trị của mất mát, và quay sang đó thì mình hiểu được cái sự rèn luyện. Tôi rèn luyện một tôi mỗi ngày, và mỗi anh em mình trong cuộc đời của mình, nó đều có cái điểm mà Thượng Đế thử thách của mình. Mỗi anh em mình đều có một cái hạt nhân sống bên trong, cái hạt nhân sống siêu anh hùng của mình. Mỗi anh em mình đều có con người vĩ đại bên trong mình. Nhưng mà khi nào cái hạt nhân sống đó, cái con người vĩ đại đó, nó mới bừng sáng lên, nó mới khơi thông được, và nó mới trở thành một con người anh hùng. Khi nào? Không phải ai trong hành trình cuộc đời cũng bị đâu ạ, và cũng được đâu ạ. Không phải ai cũng được cái ơn rơi vào một cái thế ép để mình trở thành một con người anh hùng. Và câu chuyện thầy hay nói với anh chị em là không gì là không thể. Không gì là không thể. Tôi tin tôi làm được. Không gì là không thể. Tôi tin tôi làm được. Vậy thì cái nghịch cảnh đó, trong anh em mình, cái nghịch cảnh để mình tạo thành cái tinh hoa, để mình biết, mình nhận diện cái văn hóa, cái nghịch cảnh đó, thì nó có hai cái tình huống lớn xảy ra. Hai tình huống. Một là nghịch cảnh khách quan, mà đời người, mỗi cá nhân phải gặp khách quan. Tức là những cái điều, những cái nghịch cảnh, những cái nỗi đau đó, nó kinh khủng lắm trong cuộc đời của mình mà mình không hề biết, không hề kiểm soát được nó. Không hề biết nó. Tự nhiên tai bay vạ gió ở đâu
ập đến rất nhiều nỗi đau. Và mỗi người thì có nỗi đau khác nhau. Hay là hay nói là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai gì đó. Các cụ nói như thế. Họa đến nó dồn dập lắm. Và hiểu về quy luật nhân quả, hiểu rõ thì biết cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Cái gì nó cũng có nhân của nó. Vậy thì cái tình huống mà nghịch cảnh nó đến trong cuộc đời của anh chị em mình do mình không hề biết. Mà nếu mình tỉnh thức, mình nhận diện, à, đây là một món quà. Thông điệp gì đây? Cái thông điệp gì đây? À, bị người yêu bỏ, nó tại sao bỏ? Và lúc mà thầy bị một cái sự phản bội đầu tiên, thì thầy nói, lúc đầu tiên thì bực, nhưng mà sau đó thầy nói là, à, thì ra cái ly sành được đập đi để mình sắm cái ly kim cương. Cái ly sành được đập đi để mình sắm cái ly kim cương. Và đúng là như vậy các bạn. Đúng là như vậy. Còn nếu cái lúc đó mà nỗi đau mình chất chứa thì mình rất là vất vả, rất là khổ. Và mỗi cái sự mất mát, mỗi cái nỗi đau, nó đều là món quà cho mình hết. Vậy thì cái nghịch cảnh do khách quan ập đến, ập đến, thì cái người mà họ tỉnh thức á, họ biết, họ có cái năng lực đón nhận và nhìn ngắm nỗi đau để tìm ra bài học. Vậy thì cái sự thất bại, nếu mà thừa nhận nó thì nó là trải nghiệm. Cái nỗi đau mà mình nhìn nhận nó, mình đón nhận nó và mình thừa nhận nó là do mình, thì đó là một trải nghiệm, là bài học. Vậy bạn có học gì từ cái nghịch cảnh này không? Học gì từ nỗi đau này không? Hay là bạn dửng dưng với những nỗi đau? Nếu bạn dửng dưng với nỗi đau thì nỗi đau sẽ chồng chất nỗi đau. Bạn dửng dưng với thất bại thì thất bại sẽ nối tiếp thất bại. Bạn dửng dưng với nỗi đau thì sẽ nỗi đau chồng chất nỗi đau. Bạn dửng dưng với thất bại thì thất bại sẽ chồng chất nối tiếp thất bại. Nhưng mà mình oán hận nỗi đau, neo cái cảm xúc của nỗi đau thì thu hút nghịch cảnh đến với mình nhiều hơn. Các bạn thấy cấp độ kinh nghiệm. Nếu như bạn oán giận nỗi đau, bạn hận cái người mà phản bội mình, bạn tiếc nuối với những cái bạn mất mát, bạn gặm nhấm nỗi đau, thì khi đó trong bạn nó được vun bồi, chăm bẵm cái hạt giống của nỗi đau. Và chính cái cảm xúc tiêu cực đó, nó sẽ thu hút cái nỗi đau, cho nên nó càng chồng chất hơn nữa. Và cái này là cái điểm mà con người sống trong đau khổ là như thế đó các bạn. Cái nghịch cảnh đến với họ, họ không đón nhận được, họ không đón nhận nó. Và họ không thừa nhận nó là do họ. Không thừa nhận để nó là một cái bài học. Tại sao chồng lại phản bội mình? Tại sao vợ lại phản bội mình? Tại sao đối tác lại phản bội mình? Tại sao mình lại bị những cái cảnh như thế? Đau khổ như thế? Tại sao? Tại sao? Và khi mình đón nhận, mình thừa nhận nó, mình thấy được cái lỗi là do mình. Và mình có cái bài học để mình sửa sai, thì đó là sự trải nghiệm. Là bài học thôi. Nó là bài học thôi. Và lúc đó mình tìm thấy lý do mà mình sửa sai, thì lúc đó nỗi đau thực sự nó là bài học, nó là món quà. Và hầu hết những người thành công lớn đó, là họ trải qua rất nhiều nghịch cảnh. Nghịch cảnh. Và khi mình mất mát, mình bị đau, mình bị phản bội một lần rồi, mình có bài học.
mình có bài học từ đó và mình hạnh phúc bởi vì mình biết tại sao mình đọc. Cho nên thầy có đúc kết là cái hạnh phúc đỉnh cao của con người đó là hạnh phúc trong nỗi đau, chứ không phải hạnh phúc trong hạnh phúc. Cái đỉnh cao của sự hạnh phúc đó là hạnh phúc ở trong cái nỗi đau. Bởi vì hạnh phúc, khi mà mình được hạnh phúc, mình được vui, đó là bình thường. Trong cái nỗi đau lớn của mình và mình nhìn thấy lý do tại sao mình bị cái đó, và đây có phải là một món quà không, và mình đón nhận cái món quà đó để mình lớn lên, để mình trở thành con người mới, để mình phát triển, thì cái hạnh phúc đó mới là cái hạnh phúc đích thực. Và khi COVID nó diễn ra, nó là một cái nghịch cảnh ở bên ngoài rất lớn. Thì đây có phải là bài học cho nhân loại hay không? Như vậy, và những cái khó khăn nó mang đến cho doanh nghiệp của mình lúc này, cho cá nhân của mình lúc này, cho gia đình của mình lúc này, có phải là muốn cho mình cái thông điệp gì đó để mình tỉnh thức không? Vậy thì nhìn nhận tỉnh thức mà đón nhận nào. Vậy thì quá khứ nó qua rồi, hiện tại nó đang như thế này, thì chúng ta có xem như là nó là một món quà thực sự hay không? Và cái món quà này nó có làm cho mình tỉnh thức hay không? Tại vì vô tình trong lịch sử, ông bà ta, mình không trách, nhưng mà ông bà ta, tổ tiên ta, tổ tiên của loài người đã hành xử sai và không làm đúng quy luật nhân quả, chỉ tập trung vào cái thế giới vật chất. Con người đã xa rời những cái giá trị sống, tập trung vào nền kinh tế sản xuất, tập trung vào nền kinh tế của khai thác. Các bạn hình dung xem, trái đất này cũng là một sinh linh đó mà. Con người của mình là một vũ trụ thu nhỏ đó mà. Nhưng mà cái sự sống của trái đất, sự sống của đất mẹ đã bị cái nền công nghiệp 1.0 đến 4.0, bốn cuộc cách mạng đã moi tất cả những gì có thể moi trong lòng đất ra mà. Các bạn thấy con người tàn khốc không? Tất cả những giếng khoan, tất cả những cái khai thác vô tội vạ. Ở Việt Nam mình bây giờ đến Quảng Ninh thấy khai thác mà xem. Thực vật và động vật nó cân bằng với nhau để nó sống mà. Nhưng mà con người đã khai thác rừng như thế nào? Ai mà 50-60 tuổi ở Tây Nguyên thì biết. Cái ngày xưa về Tây Nguyên thì đất đai rừng nó phì nhiêu bao nhiêu. Nhưng mà mình đã phá hết rồi, moi móc hết luôn. Đó. Thì con người mình có ác không? Moi hết đất mẹ, cái gì moi có thể moi là moi, nhưng mà moi xong không có tái sinh cơ. Cho nên là bây giờ mình đón nhận như thế này là cái nhận diện ra đối với thầy nó là món quà. Và chính nhìn được cái điểm đó thì mình nhìn thấy được, à thì ra đây là một thông điệp để mình tri ân, để mình trở về với chính mình, để mình tỉnh thức, để tương lai nó sẽ tốt hơn. Và khi xã hội cách ly bởi COVID, thì trong những ngày cách ly đó, thì thành phố Hồ Chí Minh khí hậu trong lành lắm luôn. Đúng không? Tại vì không nhiều xe cộ đúng không? Và khi hậu COVID thì xã hội sẽ được tái sinh những cái giá trị, sẽ được tái sinh. Bởi vì rất nhiều người nhận ra được, à đâu là cái cách mà cần phải tri ân của phát sinh, của bảo tồn và bảo toàn sự sống. Mình cần phải làm gì cho một cái tiến trình hình thành và phát triển sự sống mới.
Mình cần làm gì để cho mình có một cái nền tảng kinh doanh theo quy luật của vũ trụ, ngay thẳng chính trực? Mình cần làm gì để cho con người hạnh phúc hơn, chỉ số hạnh phúc cao lên? Có cần phải làm những cái hành động, có cần phải hành động và có cần phải làm cho cái câu chuyện giáo dục xuyên qua tim hay không? Và con người có dùng trí tuệ của mình để tỉnh thức hay không? Thì những cái nghịch cảnh bên ngoài như vậy, nó tác động đến chúng ta, nó tác động đến mỗi chúng ta, thì chúng ta tỉnh thức lên, mình nhận diện ra vấn đề. Vậy thì nghịch cảnh là một món quà, là một bài thi, là một bài học. Nghịch cảnh càng lớn, cái nghịch cảnh càng khó khăn bao nhiêu, và mình giải được nó ra thì mình sung sướng lắm. Và giống như ngày xưa chúng ta đi học đúng không? Ôi mỗi lần mà tôi giải được một bài toán khó, tôi vui ghê nơi luôn. Còn bài toán dễ thì thường thôi. Trong lớp 45 chú thì chú nào cũng giải được chứ, thường mà. Có công thức thì ai cũng làm được. Nhưng mà giải được cái bài toán mà cả lớp nhức đầu, không làm được. Thầy ra đề xong thầy chắp tay sau đít, thầy đi vòng vòng, em làm được chưa? Ai ra đáp số lên bảng giải nào? Đi vòng vòng, thực ra thầy cũng bí. Thầy cũng bí. Đó. Cho trò làm bài, nhưng mà thầy cũng bí. Nhưng mà lúc ra một đứa học trò giải được bài toán khó, đó là mới là một học trò xuất sắc. Nó thông minh, đúng không ạ? Đó. Vậy thì tất cả những cái bài học là những cái bài toán cách đối chúng ta. Cái người thành công thì họ xem đó là một cơ hội, và họ hạnh phúc trong cái nỗi đau. Và đối với COVID, đối với thầy Thái, nhìn nhận được, thấy được là đây là một cơ hội cho mình và cho cộng đồng, một cơ hội chưa từng có trong lịch sử mà thầy biết. Mà thầy biết. Và trong quá trình hơn 20 năm lập nghiệp, khởi nghiệp, chưa bao giờ mình lại thấy một cái cơ hội nó sáng như cái hành trình bây giờ của SE, mà nó do COVID mà nó có được. Tại vì lúc này là theo cái nguyên lý hình sin mà, nó cắm đầu xuống thì nó phải đi lên thôi. Nó cắm đầu xuống thì nó phải đi lên thôi. Vậy mình đang đi trên cái đà lao dốc, và cái dân chơi họ đón sóng kinh lắm. Có những người mà trong cuộc đời của họ đầu tư, họ có khi họ quan sát thị trường trong vòng 3 đến 5 năm. Họ ăn xong chỉ đi nghiên cứu và quan sát thôi. Và cái thời điểm này là thời điểm cho rất nhiều triệu phú mới, tỷ phú mới xuất hiện. Nhưng mà điểm này cũng là cái điểm mà cho rất nhiều người cắm đầu xuống chết. Thằng nào nhìn thấy cái cơ hội thì thằng đó ngóc lên rất tuyệt vời. Còn thằng nào mà chủ quan, bảo thủ, duy ý chí là đập một phát vỡ đầu, cắm đầu xuống đi con, mày tưởng là ngon hả? Cái gì mày đúng trong quá khứ bây giờ không còn đúng nữa đâu. Đó được gọi là sự tỉnh thức mọi người. Nha. Vậy thì cái nghịch cảnh từ bên ngoài, những cái từ bên ngoài. Nhưng mà con người của mình có một cái bí mật của sự thành công mà mình biết nó thì mình sẽ thành công. Đó là cái nghịch cảnh do mình tạo ra. Gọi là cái người kiến tạo kim cương cho cuộc đời của mình. Kim cương thì nó chịu áp lực rất dữ để nó tạo ra viên kim cương, đúng không cả nhà? Nhưng mà có một cái điểm mà anh chị em mình biết đó, mà mình thành công được lớn đó, là nghịch cảnh là do mình tạo ra cho mình. Ôi nó ngược đời không các bạn? Nó ngược đời, nghịch cảnh do mình tạo ra. Và trong quân đội và ở thế giới của mình thì quân đội Hoa Kỳ nó làm cái việc này rất kinh.
thà đổ mồ hôi ở chiến trường, đổ mồ hôi ở chiến trường để bớt đổ máu ở xa trường. Chiến trường đổ mồ hôi thì ở xa trường đỡ đổ máu. Chiến trường đổ mồ hôi thì ở xa trường bớt đổ máu.